Chúa một buổi sáng thật tốt lành. Xin kính chào hội thánh. Thật vui vì có thể được gặp lại quý anh chị em ngày tốt lành để chúng ta cùng thờ phượng Chúa. Amen. Xin anh chị em chúng ta cùng quay vâng người bên trái, người bên phải, chúng ta cùng nhắc nhở nhau rằng chúng ta đã sẵn sàng thờ phượng Chúa chưa? Amen. Amen. Và nguyện xin Thánh Linh Chúa đến và viếng thăm hội thánh chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Okay.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì đã đến thế gian này để cứu chuộc mọi tội lỗi chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết trên thập tự giá. Huyết Ngài đã tuôn đổ để mà cứu chuộc tội lỗi của chúng con, để chúng con được đổi nên trở nên mới trong Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Ôi, chúng con biết ơn Ngài vì điều đó, Chúa ơi. Chúng con đang thờ phụng một đấng sống, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chết, mọi người liên quan kim chết.
Cảm ơn Chúa bởi sự sửa phạt của Ngài mà chúng con được bình an, bởi lần roi của Ngài mà chúng con được lành bệnh. Chúa xin buổi sáng hôm nay Ngài hiểu biết mỗi chúng con trong tình yêu thương của Chúa, để vinh hiển Chúa tối trong ngày trong đời sống của chúng con. Chúa chúng con trở nên nhân chứng của Ngài trong thế gian này. Chúa Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những điều Chúa làm. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài là đấng không để chúng con tuyệt vọng ở trong những hoàn cảnh của chúng con.
Vì vậy chúng con tin rằng Đức Chúa Trời vẫn theo đuổi chúng con và hội thánh của Ngài. Xin giúp chúng con để chúng con tiếp tục tin cậy, phó thác, thờ phượng Chúa. Bây giờ khi chúng con mở lời Chúa, xin Chúa Ngài mở lòng chúng con. Xin giúp con để những điều con rao giảng cho dân sự của Ngài là những điều mà Chúa muốn dạy sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin giúp cho chúng con để chúng con ghi nhận được lời của Đức Chúa Trời và lời đó vào đời sống của chúng con một cách cá nhân và hội thánh của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết có ai có kinh nghiệm này giống tôi hay không. Đó là thỉnh thoảng ví dụ mình làm việc ở nhà hay đâu đó, ví dụ như ở trong phòng làm việc mình đang làm gì đó, rồi mình đi ra phòng khách mình định lấy cái gì đó, và đi tới phòng khách cái là tự nhiên quên mất. Không biết mình định ra đó để làm gì, có ai có kinh nghiệm đó không? Có hả? Mấy anh trẻ trẻ cũng gật đầu, tôi mới ngạc nhiên. Tức là thường là chúng tôi nghĩ là bây giờ lớn tuổi là mình mới gặp cái đó, nhưng mà không ai trẻ cũng đâu ạ. Ra đó đứng hồi cũng biết mình làm gì đây. Rồi bây giờ làm gì? Đứng một lúc, thậm chí quay trở lại ở trong đó, làm cái việc như cũ rồi mình mới sực nhớ ra. Khi chúng ta định làm một cái điều gì đó, chúng ta quên thì chúng ta phải dừng lại, rồi suy nghĩ lại xem mình đến phòng khách để làm gì, và tại sao mình lại đến phòng khách. Và đó là một cái cách mà chúng ta có thể nhớ lại những điều đáng ra chúng ta phải làm. Quý ông bà anh chị em, trong 4 tuần lễ vừa qua, nếu quý vị có cơ hội để nghe lời giảng của tôi tại nơi đây, thì đây là cách mà tôi cũng muốn cho quý ông bà anh chị em, chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, có một cái lúc nào đó chúng ta phải dừng lại để nhớ lại. Chúng ta theo Chúa, cứ Chủ nhật là đi nhà thờ, cứ nghe nhớ nhà thờ thì tập hợp lại, sinh hoạt gì chúng ta làm việc đó. Nhưng tại sao chúng ta có mặt trong nhà thờ? Tại sao chúng ta có mặt ở trong hội thánh của chúng ta? Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng giống như quý vị đi tìm đồ như vậy. Chúng ta phải dừng lại chút xíu để nghĩ rằng tại sao? Và tại sao hội thánh có mặt ở tại chỗ này? Có nhiều người bảo rằng khi một qua đời mình tin Chúa thì Chúa cắt mình về thiên đàng lưỡng thì khỏe, chuyện gì mà sống chỉ ở trên đất này, lang thang khổ sức như thế này mà không về thiên đàng. Và chúng ta cứ nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời có lý do để chúng ta tồn tại, để chúng ta ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có lý do để đặt hội thánh tại nơi đây. Vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em có nhớ, tôi muốn mở cái slide lên, quý ông bà anh chị em có nhớ rằng hội thánh chúng ta có mặt để làm gì hay không? Chúng ta nói mấy tuần trước, quý vị có nhớ không? Lý do thứ nhất mà hội thánh chúng ta có mặt là để làm gì? Ồ, quý vị không nhớ tôi nhắc. Hội thánh có mặt để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có mặt tại đây để thờ phượng Đức Chúa Trời. Làm bất kỳ điều gì mà chúng ta không thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta đánh mất cái lý do chúng ta có mặt tại đây. Và điều thứ hai quý vị nhớ gì không? Chúng ta có mặt để phục vụ người khác. Chung quanh chúng ta có rất là nhiều người có nhiều hoàn cảnh, và chúng ta Đức Chúa Trời đặt tại đây để chúng ta làm điều đó. Điều thứ ba, quên rồi, quý vị quên làm tôi thất vọng. Điều thứ ba đó, hội thánh có mặt tại nơi đây để dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều phải làm điều đó. Bao giờ hội thánh còn tồn tại, bây giờ hội thánh phải dạy dỗ lời Chúa. Và điều thứ tư, hội thánh có mặt để rao giảng phúc âm. Và điều thứ năm là điều mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, hội thánh có mặt để xây dựng tình thân. Tôi dùng cái chữ tình thân theo một cái nghĩa gần gũi trong cái ngôn ngữ chúng ta, mà chúng ta thường nói trong nhà thờ, mà chúng ta nói ở ngoài họ không hiểu, đó là thông công. Quý ông bà anh chị em đi ra mà ví dụ như mình, bạn mình chưa biết Chúa, hoặc là gia đình những người chưa biết Chúa, quý vị bảo rằng là tôi có giờ thông công, thì họ chẳng biết thông công là cái mô tê gì hết, đúng không? Và nhiều người trong nhà thờ nghĩ là thông công là ăn. Cho nên chúng ta bảo hãy nghe nói đến giờ thông công là nghĩ là bắt đầu khói bốc lên ở nhà bếp, hoặc là có gì đó dọn ở trên bàn. Thật ra thông ăn nó chỉ là một phần, nó cũng không dính, thậm chí trong nhiều trường hợp nó không dính dáng đến sự thông công. Hoặc là tôi phải dùng cái chữ là tình thân, hoặc là sự thông công, hoặc là điều quan trọng gần gũi hơn là để xây dựng mối liên hệ giữa con cái Chúa với nhau. Cho nên hôm nay tôi phải dùng cái chữ với quý ông bà anh chị em, cái bài giảng của tôi đó là hội thánh tồn tại để xây dựng mối tình thân của con cái Chúa trong hội thánh. Thế thì vì sao phải xây dựng tình thân? Vì sao phải xây dựng tình thân?
Có lẽ nhiều người trong chúng ta, nếu quý vị có cơ hội đi du lịch, đi đây đi đó, thường là đi khỏi nhà rất là hăm hở, đi 5-3 ngày, 5-3 ngày xong ở đâu đó rồi thì đi về. Trên cái đoạn đường về đó, sắp sửa tới nhà rồi mở cửa bước vào nhà đó, thì khá nhiều người có một cái cảm giác giống như người Mỹ thường nói là home sweet home. Mặc dù chúng ta ở khách sạn hoặc là ở đâu đó người ta có thể là phục vụ mình, nhưng mà khi về nhà đó, chúng ta mới thấy rằng mái gia đình là nơi ngọt ngào, nơi ấm cúng, nơi phước hạnh. Cho nên người Việt Nam chúng ta gọi là cái nhà theo cái nghĩa chung, cái căn nhà đó, nhưng mà phải là cái mái nhà, cái mái ấm gia đình, tức là cái chỗ mà chúng ta thuộc về. Hội Thánh Đức Chúa Trời, khi chúng ta bước vào Hội Thánh, giống như Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay, thiệt ra đối với Chúa, Ngài kể đó là ngôi nhà, là mái ấm gia đình mà mỗi người chúng ta là một người ở trong đó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 19, Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 19 nói như thế này: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, tức là không phải người ngoài nữa, cũng chẳng phải là người ở trọ, không phải là tạm trú, không phải tới ở vài bữa thôi, hoặc là tới ở một bữa đêm rồi ngày hôm sau đi, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và điều quan trọng câu phần cuối cùng là, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Ở trong bản bản hiệu đính đó, thì những cái câu sau bảo rằng chúng ta là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta khi chúng ta tin Chúa, chúng ta vào trong nhà của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh trong vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh kể đó đó là nơi mà chúng ta thuộc về. Tất cả con cái Chúa đều thuộc về một hội thánh nào đó. Có khá nhiều người bảo rằng tôi vô hội thánh chán quá đi, cứ cãi cọ, cứ làm đủ điều hết, tôi không cần vô hội thánh nào rồi. Ok, không ok chút nào hết. Quý ông bà anh chị em, sẽ không bao giờ ok nếu chúng ta tin Chúa và chúng ta đi lang thang từ chỗ này chỗ khác. Mỗi người phải có một hội thánh, phải có một hội thánh địa phương để thuộc về. Tại sao? Chúng ta bảo rằng hội thánh đó nó kỳ cục lắm, nó đủ thứ người thế này thế khác. Chỗ nào không có hội thánh, không có người kỳ cục, chỗ nào cũng có hết á. Quý ông bà anh chị em không tin, đi thử coi biết liền. Và có nhiều người đã đi rồi và biết điều đó, không có nơi nào và là không có người kỳ cục. Là tại sao? Là tại vì mỗi người chúng ta mang sau lưng của mình cả một cái lý lịch, cả một cái background, cả một cái quá khứ tội lỗi. Chúng ta được cứu vào nhà Đức Chúa Trời, trước khi đó chúng ta là người tội lỗi. Có thể quý ông bà anh chị em đàng hoàng một chút, nhưng chúng ta mang bản chất của con người tội lỗi. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta đều có một cái background như vậy. Đức Chúa Trời dùng Hội Thánh là nơi để sửa chúng ta một chút, đổi chúng ta một chút, giúp chúng ta một chút. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy nhớ điều này: Hội Thánh là gia đình, và chúng ta mỗi người là những kẻ thuộc về gia đình đó, và đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý vị tin điều đó không? Hãy tin điều đó và biết rằng trong Hội Thánh này nó có nhiều người thế này thế khác. Quý ông bà anh chị em có bao giờ quý vị bực mình và hôm đó bà xã mình cần nhận của ông xã mình cần nhận mình bỏ nhà mình đi không? No. Tất cả chúng ta đều có lúc này lúc khác chúng ta thất bại, chúng ta xấu xa, bởi vì chúng ta là con người. Vì vậy cho nên ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời hãy chấp nhận. Và điều đó không có nghĩa là thế thì Hội Thánh bây giờ hầm bà làng đủ thứ người trong này. No. Đức Chúa Trời dùng lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa để sửa đổi. Có phải đến giờ này quý vị chưa toàn thiện, cũng giống như tôi chưa toàn thiện, mà có phải là từ ngày chúng ta đến với Hội Thánh Đức Chúa Trời, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta theo Chúa, Đức Chúa Trời đổi chúng ta một chút xíu không? Yes, Đức Chúa Trời có đổi chúng ta. Vì vậy cho nên ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị coi tiếp những câu tiếp theo của Ê-phê-sô mà tôi không có trích ở trên bảng, nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy trong Kinh Thánh đó, là sau khi mà Phao-lô nói rằng chúng ta là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, thì câu 20, 21, 22 ông nói như thế này: anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ là các đấng tiên tri, cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đáy góc nhà, và cái nhà đã dựng lên trên đá đó sắp đặt một cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Và ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần trong nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Nếu quý vị đọc những câu đó, nó có nhiều cái để chúng ta nói nhiều, nhưng mà đây là cái điều chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời xây nhà của Chúa bằng cái tảng đá đó là Chúa Giêsu, và các sứ đồ, các tiên tri là đấng mà dạy lời của Đức Chúa Trời, và chúng ta được xây trên lời của Đức Chúa Trời, và bảo rằng mỗi người chúng ta dự phần vào nhà đó, nghĩa là mỗi người chúng ta là một phần của nhà Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học điều đó để thấy rằng trong nhà của Đức Chúa Trời, trong gia đình của Đức Chúa Trời phải có sự gắn kết. Cái căn nhà đó phải có sự gắn kết.
Nếu trong trường hợp mà chúng ta đang ở căn nhà thế này mà đùng một cái mái nó đi phần cái mái, cái tường nó đi phần cái tường, cái cột nó đi phần cái cột, thì quý vị biết đó là đổ rồi. Bao giờ nó đứng vững là lúc giờ mà nó gắn kết với nhau. Cho nên hội thánh phải có mối liên hệ trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị phải có liên hệ với người này người khác. Cái chữ liên hệ đó là cái sự gần gũi, sự nối kết, mà tôi dùng cái chữ tình thân đó, mà ở trong cái bản Kinh Thánh tiếng Việt dùng cái chữ thông công. Vậy là thông công là cái gì? Thông công là gì? Trước hết ăn uống thì good. Nếu ăn thông công mà có ăn uống thì good, nhưng mà không có ăn uống cũng có thể thông công được. Và trong nhiều trường hợp có ăn uống mà không có sự thông công. Quý vị biết điều đó không? Ăn thì ăn cho xong ra về. Và điều đó là điều mà Phaolô nói với hội thánh ở tại Corinto đó. Chưa đợi người khác tới, anh em ăn ăn xong thì người khác tới hết trơn đồ ăn rồi. Và ông nói như vậy cho nên ông mới dạy về cái việc là tiệc thánh là như thế này đây. Và chúng ta vừa học tiệc thánh, chúng ta ông nói về cái việc là thân của Chúa, quý của Chúa như thế nào với bữa ăn. Cho nên bữa ăn đó không nhất thiết là thông công. Thông công thực ra đó, nó ở trong công vụ sứ đồ đoạn 2 chép về sự thông công, thực ra nó nói rằng đó là mối liên hệ, đó là sự tương giao thật giữa những con cái Chúa với nhau. Tức là quen biết nhau, gần gũi nhau, chia sẻ với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm buồn vui, có thể giúp đỡ cho nhau những nhu cầu vật chất, nói lời yêu thương, an ủi, khích lệ nhau. Và Kinh Thánh gọi đó là sự thông công. Thông công là cái mối liên hệ giữa chúng ta với người khác, và đặc biệt cái mối liên hệ nó xây dựng đời sống của chúng ta trong gia đình. Cho nên quý ông bà anh chị em có bao giờ ở nhà mà mình buồn quá, mình mệt quá, hoặc là mình nằm lên nằm xuống mà con vợ trong nhà mà hỏi rằng sao vậy, có cần cái này không, cần cái kia không? Tức là đó là cái cách mà chúng ta đối đáp với nhau. Cái mối liên hệ là cái sự ràng buộc khi chúng ta nghĩ đến người khác. Một đứa bé không thể sống và lớn lên nếu không có một mái gia đình. Một đứa bé không thể nào, khi nó sinh ra đời, nó không thể nào tiếp tục sống và lớn lên nếu không có một mái gia đình. Và con cái Chúa cũng như vậy. Tất cả chúng ta cần hội thánh của Đức Chúa Trời. Và đây là điều quan trọng quý ông bà anh chị em. Tôi có một đứa cháu ngoại mà khi nó nhóm ở Alavet, nó chút xíu rồi, nó bây giờ thì 4 tuổi mà hồi có 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi thôi. Khi mà nó nói với tôi về hội thánh đó, thực ra nó dùng cái chữ tiếng Anh mà bên hội thánh đó thường dùng là My Church Family, gia đình hội thánh. Cái chữ đó dùng đi theo hoài, và tôi thấy đây là một điều rất tốt mà chúng ta phải nghĩ rằng hội thánh mình phải kể là gia đình hội thánh. Cho nên gia đình hội thánh nó không chỉ là cái tổ chức, nó không phải là ông mục sư rồi ban chấp hành rồi mấy nhân viên này kia làm gì cũng phải thông qua này kia. Hội thánh không phải là vấn đề tổ chức, nó không phải là cấu trúc tổ chức, thông công nó không phải là như vậy. Hội thánh cũng không phải là chỉ là ngôi nhà thờ, mà là cái thông công đó, nó là cái tâm tình, nó là cái sự yêu thương, sự gắn bó giữa con cái Chúa với nhau. Cho nên đây là điều quan trọng quý ông bà anh chị em, mỗi người chúng ta không thể thiếu mối liên hệ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị có tin điều đó không? Đó là điều quan trọng. Tôi trong tuần qua tôi đi thăm một chị em, một chị trước đây là một tín hữu trong hội thánh tôi quản nhiệm ở dưới Arlington. Thực ra thì tình cờ chỉ gọi nói chuyện thì chúng tôi mới biết rằng người chồng chị qua đời cách đây vài tháng. Và khi chúng tôi nghe như vậy thì đến nhà thăm, và đây là cái cảnh của chị. Chị có hai vợ chồng và người con, có một đứa con sống ở tại Houston. Và khi tôi đến thăm thì chị bảo rằng bây giờ anh qua đời bởi vì anh bị tai nạn xe vào bệnh viện, phát hiện ra anh bị ung thư đời kỳ thứ tư mà không biết. Rồi sau đó anh qua đời sau vài tuần. Và bây giờ chị bảo rằng, tôi hỏi bây giờ chị sống thế nào. Chị bảo chị không sống một mình được cho nên chị phải bán căn nhà. Rồi chị đi xuống với Houston ở đứa con ở dưới đó, nó có nhà dưới đó, chị xuống ở dưới con. Khi chị nói đến cái việc bán căn nhà, chị nghẹn ngào, chảy nước mắt. Có lẽ là suốt mấy chục năm ở trong căn nhà nhỏ đó với nhau, chị không bao giờ để ý đến cái việc đó. It's ok, mỗi sáng ra có ông chồng đó, nhà cửa đó, đi rồi về nhà đó. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, một mình phải bán cái căn nhà nhỏ đó đi đó, chúng ta mới thấy đó là nơi vô cùng quý báu. Đôi khi chúng ta sống giữa cuộc sống, có nhà, có cửa, mọi sự chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó, chúng ta không còn cái đó nữa. Cái hình ảnh đó không còn trong chúng ta nữa. Chúng ta mới thấy đó là mất mát vô cùng to lớn. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng như vậy thưa quý ông bà anh chị em.
Đôi khi chúng ta nghĩ là còn đó có mục sư đó, anh chị em đó thì mình đi không được, bên này điều sao không đi, tháng này tháng sau. Yes, điều đó có thể có. Nhưng mà hãy hình dung thế này, đến một lúc nào đó chúng ta không thuộc về, không có hội thánh Đức Chúa Trời, không có cái chỗ nào, chúng ta không cảm thấy đó là mái gia đình, chúng ta sẽ thấy mất mát vô cùng lớn. Vì vậy hãy yêu mến gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời và xây dựng mối liên hệ đó. Mái nhà của một người khi chúng ta sống đó, nó không có phải là cái chỗ địa chỉ mà tới bữa mình ăn, mình uống, mình tắm giặt rồi đi làm về mình ngủ nghỉ, sáng hôm sau mình lại đi làm tiếp, rồi lại tiếp tục cái chu kỳ đó. Nó không đơn giản chỉ như vậy. Căn nhà, mái gia đình của chúng ta đó có cái điều gì quý hơn rất nhiều. Nó sâu xa hơn cả cái chuyện tắm giặt ngủ nghỉ trong qua đêm. Không, nó là cái nơi mà chúng ta biết rằng khi mình bước vào đó mình được chấp nhận. Bước vào đó có một số những người thân trong gia đình chúng ta được yêu thương, chúng ta cảm nhận rằng tại đó chúng ta được an toàn. Và đó là cái gia đình của chúng ta. Và hội thánh của Đức Chúa Trời cũng phải xây dựng như vậy. Khi Đức Chúa Trời kể hội thánh là nhà thì chúng ta phải xây dựng như vậy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái điều mà chúng ta được chấp nhận, được cảm thấy an toàn, được yêu thương? Làm thế nào để có được điều đó? Có phải quý ông bạn chị em ở nhà mình có thể hễ mình có cái nhà là mình vào nhà mình tự nhiên mình cảm thấy là mình được yêu thương, được chấp nhận, được cảnh hạnh phúc đó không? No. Tất cả chúng ta phải xây dựng. Tôi đừng nói cái ngôi nhà nhỏ quý ông bạn chị em, những cặp vợ chồng trẻ phải hiểu điều đó. Phải xây dựng. Và xây dựng cho bao giờ? Cho đến hết những năm cuối cùng cuộc đời của chúng ta. Và hội thánh của Đức Chúa Trời cũng ý như vậy. Tình thân mới liên hệ, tình thông công trong một hội thánh phải được xây dựng. Không thể nào quý ông bạn chị em đến hội thánh là tự nhiên điều đó nó có. Đến hội thánh tự nhiên mình cảm thấy được chấp nhận, thấy hội thánh ok hết mọi sự. No. Có những lúc nó không ok, quý ông bạn biết, anh chị em biết không? Và chúng ta phải xây dựng. Tôi và quý ông bà anh chị em là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta phải góp phần xây dựng. Chúng ta phải làm cái phần của mình để có thể xây dựng mối thông công đó, mối liên hệ đó và tình thân trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ có thể uống cái dòng nước ngọt trong cái giếng đó khi chúng ta mỗi người một phần để đào giếng đó. Vậy thì xây dựng bằng cách nào? Đó là cái câu hỏi thứ hai của tôi với quý ông bà anh chị em. Chúng ta xây dựng bằng cách nào? Chúng ta trở lại với Rôme mà chúng ta đã đọc phần đầu ở trong Rôme đoạn 12. Trong Rôme đoạn 12 câu... Thực ra đó, nếu quý vị anh chị em nhớ sau vài tháng chúng tôi học với quý vị anh chị em sách Rôme, thì cách đây vài tuần tôi dừng đó để tôi đi một đột số các cái chỗ khác. Và cái phần ở đầu của Rôme đoạn 12 đó là thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là mỗi lần sau phục vụ đó, ông nhắc đến cái tình yêu thương. Mà ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 là một sách chương sách nói về tình yêu thương. Và chương sách yêu thương đó nó cũng đi theo sau phục vụ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12. Vì vậy ở đây ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, trong Roma thứ nhất đoạn Roma đoạn 12 câu 9 thì đang nói rằng chúng ta phải xây dựng bằng cách nào? Chúng ta phải xây dựng điều đó bằng tình yêu thương. Ở trong câu số 9 Phaolô nói như thế này: tình yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Tình yêu thương phải cho thành thật, tức là một tình yêu thương thật đó. Ở trong bản tiếng Anh đó thì họ bảo rằng tình yêu thương thì không thể đạo đức giả, phải dùng cái chữ đó gọi là in hypocrisy, tức là không có đạo đức giả, không có bề ngoài, nghĩa là không thể nên có cái cảnh đó là, mà tiếng Việt chúng ta nói một câu mà nghe nó chua chát đó là bằng mặt không bằng lòng đó. Quý vị thấy điều đó trong hội thánh không? Ôi, thỉnh thoảng có điều đó và đó là điều đáng tiếc. Đó là điều đáng tiếc, chúng ta vẫn có thể cảm nhận ra. Và chính vì tình trạng đó cho nên Phaolô bảo rằng hãy yêu thương nhau một cách thành thật. Và câu số 10 ông nói thêm như thế này. Câu số 10 thì ông nói rằng hãy lấy lòng yêu thương mềm mại và yêu nhau như anh em. Như anh em tức là giống như anh chị em trong nhà đó. Quý anh chị em biết rồi, chúng ta cũng là anh chị em trong nhà phải không? Chúa Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là cha và chúng ta là anh chị em một cha. Vì vậy cho nên phần cuối của câu 10 ông bảo rằng vì vậy cho nên hãy kính nhường nhau, hãy tôn trọng người khác. Đây là điều quan trọng trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đến với hội thánh của Chúa, hãy học điều này. Bởi vì chúng ta được cứu bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và chúng ta sống trong những ngày này cũng được yêu thương. Hạnh phúc có hay không trong đời sống gia đình,
trong hội thánh của Đức Chúa Trời có hay không cũng là tình yêu thương. Cho nên chúng ta không thể xây dựng tình thân của gia đình, hội thánh của Đức Chúa Trời chỉ bằng công việc mà thôi. Chúng ta bảo rằng tôi làm thiệt nhiều rồi tôi xây dựng tình thân. No. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thể có công sức, có tiền bạc, có tiện nghi để chúng ta làm điều đó. Nhưng nếu chúng ta không có tình yêu thương trong hội thánh của Đức Chúa Trời, trong các công việc, tại sao tôi làm cho anh chị này, tôi làm cho việc kia? Đôi khi chúng ta làm việc trách nhiệm và cái trách nhiệm đó nó cũng không giúp được cái sự khi xây dựng tình yêu thương. Cho nên quý ông bà, anh chị em, xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi mà chúng ta phải làm thế nào để thương người khác. Có nhiều người bảo rằng, thấy gì vậy mà đâu có dễ thương. Ô quý ông bà anh chị em, điều đó đúng vậy. Như tôi nói từ đầu rằng tất cả chúng ta ở rụt rè với chúng ta đó, mà bây giờ thấy cũng bực mình huống hồ với người khác. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ lại điều này, chúng ta cũng cần yêu thương người khác. Cho nên xin Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta hãy có một cái đời sống chân thành trong lòng của chúng ta. Có nhiều người đó thì bảo tôi thế này, tôi thành thật cho nên phan ngang hết đó, nói người nào cũng nói những cái câu rất là cay đắng, rất là mạ lị, và bảo rằng tôi là người thành thật, ngay thẳng, cho nên nói thành thật, ngay thẳng. Mục sư Rick Warren ông bảo như thế này, sự thành thật á, hoặc là ngay thẳng, nó không phải cái lấy giấy phép để chúng ta muốn nói cái gì chúng ta nói, làm cái điều gì trong hội thánh đó chúng ta làm. Hiểu điều đó, bởi vì cái sự thành thật của chúng ta là một phần, nó phải tất cả mọi sự chúng ta đối xử với nhau phải có tình yêu thương ở trong đó. Cho nên Phao-lô bảo như thế này, đọc lại thì chúng ta thấy, nếu quý vị anh chị em đọc lại sẽ thấy câu số 9 thế này: lòng yêu thương phải cho thành thật, là tại vì nó có sự giả dối. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự thấy, tôi đối xử với người đó, tôi nói về tình yêu thương, nó là thật hay nó là giả. Rồi ông bảo gì nữa, ở trong câu số 10: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại và yêu nhau như anh em, hãy lấy lại kính nhường nhau, xây dựng tình thân trước hết trong đời sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta nói rằng tôi khó thương người đó quá. Ôi, Đức Chúa Trời đã thương chúng ta được thì chúng ta vẫn có thể thương được. Thương không được thì tập thương người đó. Thật là thương nó không phải là cái cảm xúc, không phải dân lại như cảm xúc. Chúng ta bảo rằng, ôi tôi yêu người này, yêu thương anh em tôi, tôi phiêu thương anh em tôi. No, quý ông bà anh chị em biết là thế này không? Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không chỉ là cảm xúc này phiêu mà thôi. Kinh Thánh bảo rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi làm gì? Ngài đã ban con một của Ngài, tức là khi yêu một thương một người, thì làm một cái điều gió. Tình yêu thương thật đó là tình yêu thương bày tỏ bằng hành động. Vì vậy, cho nên chúng ta đến cái phần sau, câu số 11, câu số 12, câu số 13. Ở trong câu số 11, câu số 12, số 13 đó, tôi đọc câu số 11 thì nói tên này. Ông mới đổi từ cái chỗ bảo rằng tất cả mọi người phải yêu thương nhau, và ông đổi qua cái chỗ hãy siêng năng mà chớ làm biến, hãy có lòng sốt sắng, phải hầu vì Chúa. Và câu số 13, câu số 12, hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoàn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Câu 11, Phao-lô dạy như thế này, trong cái đời sống ở trong gia đình đó, phải gương mẫu trong sự hầu việc, phải làm việc. Chúng ta không chỉ là dùng cảm xúc mà thôi, nhưng mà phải do something. Ở câu số 12 thì nói như vậy là hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoàn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Có nghĩa là hãy sống đời sống tin kính trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Tức là chúng tôi yêu thương anh em tôi bày tỏ trong cái hành động yêu thương của tôi, nhưng mà tôi phải có cái sự tin kính với Chúa. Và câu số 13 tôi muốn trích dẫn cho quý ông bà anh chị em để có thể thấy. Câu số 13 chép thế này rằng hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Trong đó có hai cái phần. Cái thằng nhất là bảo rằng hãy chia sẻ cho nhau. Hãy là cung cấp sự cần dùng, tức là khi anh em tôi thiếu thốn, khi anh em tôi không có cái việc này khác, tôi có thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em tôi. Cái đó gọi là cung cấp sự cần dùng các thánh đồ. Và phần sau thì bảo rằng hãy ân cần tiếp khách. Ngày hôm nay đó, chúng ta thường tiếp khách như thế này. Thì cái chữ tiếp khách ở trong hospitality đó, thực sự ra đó, ở trong cái bối cảnh xã hội lúc bây giờ, chữ tiếp khách này có nghĩa là bằng lòng chấp nhận những người khác khác biệt mình. Đó là tiếp khách. Biết tiếp khách không có nhất thiết là nó rằng ồ, hôm nay ở nhà mình nấu bữa phở ngon cho nên mời vợ anh em tới là tiếp khách. Yes, đó là tiếp khách. Nhưng cái chữ tiếp khách này nó không phải nằm hoàn toàn là mình mở cửa mình kêu người ta ăn mà thôi. Tiếp khách là mình sẵn sàng mở lòng chấp nhận những người khác biệt chúng ta. Như chúng ta biết, hiện nay có một số những người Afghanistan đã được di chuyển đến các trại quân đội của Mỹ nhiều nơi trên thế giới. Và có lẽ trong vài tuần nữa có nhiều người sẽ đến đây, và ở tại vùng của chúng ta sẽ có một số người. Họ là những người hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có nhiều người cảm thấy ngại họ, những người Hồi giáo. Họ là những người không biết gì về cái thế giới phương Tây mà chúng ta sống như thế này, và không biết họ sẽ ra sao. Có nhiều người Hồi giáo họ đến đây, họ làm ăn, họ sinh sống, nhưng mà cuối cùng họ vẫn giữ cái niềm tin của họ, thậm chí trong một số trường hợp cực đoan. Và khi chúng ta nhìn thấy họ, như bắt đầu chúng ta nghĩ mình rụt lại.
Quý vị có biết rằng, như tôi đã nói cách đây vài tuần, rằng người Mỹ họ đã nhìn chúng ta cách người Việt, đặc biệt những ai mà đến Mỹ hồi năm 1935, họ đã nhìn người Việt y như vậy không? Nhưng mà điều quan trọng là thế này, những hội thánh của Đức Chúa Trời, những con cái của Đức Chúa Trời mà đã mở lòng ra, cái việc tiếp khách, tức là chúng ta chấp nhận sự khác biệt, chúng ta chấp nhận tình trạng của họ. Cho nên tôi nói điều này vì quý ông bà, anh chị em để hiểu rằng xây dựng tình thân trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nó đòi hỏi hành động của chúng ta, đòi hỏi sự bày tỏ của chúng ta, nó đòi hỏi sự cởi mở của chúng ta. Và ở phía sau đó, cái câu số 14 thì bảo thế này: hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Tức là nếu một người nào gây tổn hại chúng ta thì chúng ta không đối xử một cách ngược lại bằng cách trả thù. Mà phần sau đó, ông có nói ở dưới phần sau, ở câu số 19, ông bảo rằng nếu hỡi anh em yêu dấu của tôi, chính mình chưa trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ra chúng ta thì thấy thế này: trong khi chúng ta xây dựng vào hội thánh của Đức Chúa Trời, thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị tổn thương bởi người khác. Chúng ta sẽ cảm thấy mình hurt, hoặc là vì lý do này lý khác chúng ta cảm thấy tổn thương. Và tôi đã nhìn thấy điều này, và đây là điều đau lòng. Có nhiều người khi bị tổn thương tìm mọi cách để làm tổn thương là người khác bằng mọi giá có thể làm được. Và Phaolô bảo rằng no, đó không phải là cái cách trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Để có thể xây dựng hội thánh, quý ông bà anh chị em hãy chấp nhận sự khác biệt của người khác. Và đó là điều Phaolô nói. Cho nên, nhưng mà đây cái câu mà quan trọng mà tôi chia sẻ với quý vị, đó là câu số 15. Xin lỗi, câu số 15 thì nói thế này: hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Thông thường chúng ta dễ khóc với kẻ khóc, mà vui với kẻ vui thì khó. Quý vị biết được không? Nó họ kể chuyện tự nhiên họ trào nước mắt thì mình cũng ứa lệ theo. Nhưng mà nó vui, nó hỏi tôi mới được lên lương, nó vui là con tôi được thế này thế khác. Mình thấy mình thì không được lên lương, con mà nó không được như vậy, tự nhiên chúng ta cũng thấy khó chịu, right? Nhưng mà trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, hãy sống trong cái tình. Tôi nghĩ đây là cái điều hoàn toàn khó vô cùng, nhưng mà đó là lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đòi hỏi những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tăng lên một mực. Ở xã hội ngoài kia có hàng trăm hàng ngàn hội đoàn, nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời phải tỏ ra rằng phải là hội thánh của Đức Chúa Trời, nó khác với những người khác. Bởi vì trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có lời dạy của Chúa. Và câu số 16, tôi chia sẻ với quý vị câu số 16 là tại vì thế này. Ông nói như thế này: trong vòng anh em phải ở hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Đây là cái câu không nghe thì nó dễ, nó nhẹ nhàng, nó hay, nhưng không phải dễ. Tức là chúng ta xây dựng hội thánh bằng cái tâm tình, bằng cái thái độ chúng ta đối xử với người khác. Hãy bỏ qua cho nhau, câu số 14. Câu số 15 là hòa lòng cùng nhau. Câu số 16 là hãy quan tâm đến nhau với lòng khiêm nhường. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái chữ mà Phaolô bảo rằng chớ cho mình là khôn ngoan đó, anh chị em ơi, đừng tự đại và cho rằng mình hơn người khác. Tất cả những điều này chúng ta phải học biết để chúng ta có thể xây dựng. Bao giờ chúng ta học được những điều này, quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh của Đức Chúa Trời khá hơn một chút xíu. Chúng ta góp phần một chút xíu. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi, quý ông bà anh chị em, là tại vì thế này, trong hội thánh ngày hôm nay đôi khi chúng ta chỉ đối xử với nhau bằng phép lịch sự nhiều hơn. Phép lịch sự là điều tốt, nhún nhường là điều tốt, nhưng quý ông bà anh chị em, tấm lòng của chúng ta bao giờ cũng là điều tốt hơn và Đức Chúa Trời đòi hỏi. Cho nên hãy xây dựng tình thân ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời bằng tình yêu thương chân thật. Hãy làm điều gì bất kỳ, sự sâu xa chân thật trong lòng của chúng ta. Hãy xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời bằng hành động cụ thể, làm một cái điều gì đó. Khi Phaolô bảo rằng hãy cung cấp các sự cần dùng cho thánh đồ, tức là cho anh em mình, cái chữ thánh đồ không phải là mấy cái ông, những người mà mục sư, giáo sĩ này kia đâu, không. Thánh đồ là những người khác, mà chúng ta là thánh đồ đó. Khi chúng ta biết anh em mình thiếu thốn, mình giúp đỡ đó bằng hành động. Và xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời, tình thân trong hội thánh Đức Chúa Trời bằng cái tâm tình trong cái sự đối xử với nhau. Và đó là cái điều chúng ta phải làm trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bao giờ hội thánh Đức Chúa Trời còn tồn tại, bao giờ hội thánh Đức Chúa Trời còn hiện hữu, bây giờ chúng ta phải làm điều đó. Bây giờ câu hỏi số 3 tôi đặt ra quý ông bà anh chị em, đó là như vậy thì tôi có thể được làm điều gì? Ông bà anh chị em nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì để xây dựng tình thân trong hội thánh không? Tôi không có câu trả lời đó với quý ông bà anh chị em, mà mỗi người phải tìm ra cái câu trả lời đó cho mình, bởi vì đó là điều bắt buộc. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với quý ông bà anh chị em một số cách mà mỗi người chúng ta có thể bước vào, đó là chúng ta có thể làm, chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác. Chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau.
Một trong những điều mà tôi bị trách, và gần đây tôi bị trách nhiều, đó là tại vì thế này: khi mà tôi biết một anh em nào có nan đề thì tôi cầu nguyện. Tôi không cầu nguyện riêng mình tôi, mà tôi nguyện lớn tiếng. Cái chỗ nào mà tôi có cơ hội cầu nguyện được thì cầu nguyện. Ở trong nhóm tôi vẫn cầu nguyện. Và nhiều người trách tôi là tại sao cầu nguyện ở cái chỗ đó về nhu cầu một người bệnh COVID họ muốn giấu mà sao một sư cầu nguyện. Thế nó, ủa tôi có biết họ giấu đâu, mà tại sao phải giấu? Right? Tại sao phải giấu? Nếu mà ông bà anh chị em có bệnh gì, có cái điều năng đề nào, tại sao phải giấu? Cho nên, nhưng mà tôi nói điều này quý ông bà anh chị em, quý vị yên tâm một điều thế này: có người bảo rằng một sư cầu nguyện cho tôi, họ cầu nguyện gì? Thì cứ cầu nguyện Chúa là Chúa biết hết rồi. Một sư, tôi không cầu nguyện được điều đó là tại vì tôi không biết cái gì, có cái việc gì. Cho nên tôi nghĩ rằng một trong những điều tôi muốn là cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Dĩ nhiên có vài người bảo rằng thôi tôi chia sẻ điều này cho một sư thôi, một sư cầu nguyện, một sư đừng chia sẻ nhiều. Thì tôi biết tôi phải zip tôi trở lại những cái lúc mà tôi muốn cầu nguyện giữa đám đông. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà tôi không biết đó, quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện là bởi vì thế này: đối với tôi tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và tôi tin rằng khi 5-3 người hiệp nhau lại, đó là lời Chúa Giêsu nói rằng 2-3 người hiệp nhau lại nhân danh Chúa, chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời lắng nghe chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Sở dĩ tôi cầu nguyện một điều nào đó trước hội thánh của Đức Chúa Trời là tại vì tôi tin rằng không phải tôi nhưng quý ông bà anh chị em hiệp một lại để cầu nguyện thì Đức Chúa Trời lắng nghe. Tôi tin điều đó vì vậy đó là lý do tôi cầu nguyện. Cho nên đừng có, không cần phải giấu giếm nhau khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu anh chị em không cần giấu giếm nhau, hãy chia sẻ cho con cái Chúa về năng đề của mình, về sự rạn nứt gia đình của mình, về sự khốn khó của cá nhân mình, về đời sống công việc của chúng ta. Tất cả điều đó hãy chia sẻ cho nhau, chúng ta cầu nguyện. Vì vậy cho nên điều chúng ta có thể làm để có thể xây dựng một tình thân của thánh đó, hãy biết đến điều đó và cầu nguyện cho anh chị em. Điều thứ hai chúng ta có thể làm đó là giúp đỡ những điều chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Tức là có nhiều anh em chúng ta họ có hoàn cảnh, có những nan đề của họ. Chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được một vài điều gì đó. Tuần trước tôi chia sẻ về người con trai của ông Triệu. Anh bị ung thư và đang sống được vài tuần, vài tháng nữa đó. Thì tôi cảm ơn Chúa, một số anh chị em liên lạc hỏi tôi đó là họ muốn giúp. Tại vì tôi biết là anh không có nhà cửa, việc làm anh không ổn định, anh sống tương đối là giang hồ một chút xíu, cho nên bây giờ thì anh phải về ở nhờ một nhà người khác. Cho nên thực ra anh cũng thiếu thốn. Như như người hỏi với tôi đó là tôi có thể giúp tiền cho anh được hay không, và đó là một số ý kiến của một số anh chị em. Thực ra khi tôi nói chuyện, thực ra thì họ vẫn có thể sống được cho đến giờ này. Nhưng mà cái câu hỏi, cái điều mà anh chị em reach out với tôi để hỏi việc đó đó, tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi biết rằng có nhiều người biết rằng có nhiều người khác có những nhu cầu và mình có thể chia sẻ cho người khác. Và khi chúng ta làm điều đó đó, quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Đức Chúa Trời, khi chúng ta biết người này người khác, chúng ta làm, tất cả chúng ta đều có thể làm. Quý vị không có thể làm vượt qua khả năng chúng ta, nhưng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, những hoàn cảnh của anh em chúng ta vẫn có thể giúp được người này người khác được đó. Hãy làm điều đó. Đừng có làm trong đợi mình làm để mà đợi họ khỏe, họ bệnh, họ lành rồi họ làm lại cho mình. Chúng ta không cần phải làm điều đó. Chúng ta làm bởi vì chúng ta biết rằng cái hành động của tôi đó là Đức Chúa Trời muốn dùng tôi để có thể giúp đỡ cho người khác. Nếu hội thánh của chúng ta có cái sự quan tâm đến nhau như vậy đó, quý ông bà anh chị em biết không rằng hội thánh đó có mối liên hệ, cái tình thân nó gần gũi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy mở lòng mình khi chúng ta giúp đỡ cho người khác. Đây là cái hành động của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta có thể làm đó là chúng ta quan tâm, chúng ta khích lệ, chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Tôi đang nói về cái sự thăm hỏi, cái phần ân cần hỏi một người nào đó, hãy nâng đỡ lẫn nhau. Chị Nguyệt kể với tôi là chị cảm ơn Chúa, tại vì mỗi ngày tôi muốn hỏi về update cái tình hình của anh, tôi nói chuyện với chị bảo nhiều người gọi hỏi thăm chị lắm. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Đôi khi đây là một trong những điều mà tôi biết nó cũng có một vài trở ngại mà chia sẻ chung với ông bạn chị em, là trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đôi khi một vài người bệnh đó thì khó có thể trả lời được mọi người. Là tại vì trong cái lúc mình bận rộn, mình đủ thứ mình lo đó, thì ai cũng muốn gọi thử coi. Có vài trường hợp gọi để hỏi thăm, có vài người gọi thì nắp về trước mình bệnh, nó gọi mình bên đây mình phải gọi lại. Cho nên, nhưng mà đôi khi mình nghĩ là mình gọi không phải lúc nào cũng gọi được. Là tại vì vậy cho nên theo cách người Mỹ ngày hôm nay đó, thì họ ít khi gọi một người bệnh, là tại họ bảo rằng để người đó nghỉ. It's okay. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta thực sự bày tỏ lòng quan tâm, nâng đỡ của chúng ta có thể gọi để có thể chúng ta chia sẻ, nâng đỡ. Bởi vì tôi biết rằng có rất là nhiều lúc mình ở trong một hoàn cảnh mà nếu có ai đó họ gọi một tiếng, chia sẻ một vài điều, khích lệ một vài điều, chúng ta sẽ cảm thấy cái lòng mình nó nhẹ ngay. Có ai có kinh nghiệm đó không?
Cho nên lúc chúng ta cảm thấy mình bối rối, một anh chị em, một người bạn bè mà gọi, thì tôi khích lệ quý ông bà anh chị em hãy thăm hỏi người khác, hãy quan tâm đến người khác. Và đó là một những cách chúng ta có thể làm. Có rất vô vàn các cách khác, nhưng mà để tôi chia sẻ với quý vị và chị em ba điều đó là: hãy cầu nguyện cho anh em mình, hãy cầu nguyện sâu xa trong lòng của mình, cầu nguyện về chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác bằng khả năng chúng ta có thể giúp đỡ. Hãy quan tâm, khích lệ, thăm hỏi người khác. Và đó là những điều mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta sống được như vậy, hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây thình thăng, nó sẽ được xây dựng một cách mạnh mẽ. Tôi cách đây vài năm tôi nghe mục sư Chắc Suy Đâu, là một vị mục sư rất là nổi tiếng ở tại Frisco, ông kể thế này: nhiều năm trước ông được mời đi giảng ở một vùng nào, một tiểu bang xa xôi nào đó. Tới một hội thánh nọ ông giảng thì rất là đông người, tại vì ông là một mục sư rất đầy ơn, nhiều người ta biết ông, người ta tới để nghe ông giảng. Ông bảo rằng khi ông giảng lần buổi đầu tiên đó, thì có một cặp vợ chồng, hai người lớn tuổi ngồi hàng ghế đầu, không phải giống Khanh với lại Thành với lại Thái An đâu, tại vì họ lớn tuổi rồi. Ngồi ghế đầu, ông bảo là ông giảng, trong lúc ông giảng, ông mới bắt đầu giảng thì bắt đầu cái ông làm thế này, gục xuống, ngủ gục. Và vì vậy cho nên khi mà ông giảng xong bước xuống á, thì hai vợ chồng cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư bài giảng, mục sư nãy khác. Ông cảm thấy bực mình. Buổi giảng thứ hai của ông cũng y như vậy, xảy ra y như vậy. Và ông cảm thấy, ông nói là chịu không nổi rồi. Và buổi giảng cuối cùng của ông đó, ông giảng thì cũng y như vậy. Ngồi đó, sau vài tiếng của ông là người đó gần như là ngủ gục. Và khi buổi cuối cùng thứ ba đó thì ông bước xuống và người vợ đó nắm tay ông lại và nói rằng: cảm ơn mục sư về những bài giảng. Và bà kể thế này: gia đình của chúng tôi sống cách đây khoảng chừng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi phải lái xe từ nhà đến để có thể nghe một sư giảng. Chồng của tôi, bác sĩ bảo rằng sống được vài tuần nữa. Ông rất muốn nghe một sư giảng trực tiếp. Vì vậy cho ông đến đây, ông mệt nhưng mà ông vẫn cố gắng để có thể theo dõi bài giảng của một sư. Một sư Chắc Suy Đo, ông kể rằng sau khi ông nghe cái đó, ông bảo rằng giá như mà người ta biết những điều xảy ra trong trí của ông đó, ông nghĩ rằng ông không thể nhìn những người khác. Bởi vì đôi khi chúng ta đánh giá một người phía ngoài của họ hoàn toàn không đúng. Và ông cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ đánh giá một người khác về bên ngoài. Quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý vị làm điều đó cho con cái Chúa trong hội thánh không? Ôi có rất là nhiều lúc chúng ta đã làm điều đó, xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nên quan tâm, biết đâu những người đến đó họ khó chịu, họ xấu xí, họ có những cái đó là tại vì họ đang có những gánh nặng trong lòng, có những cái áp lực trong cuộc sống của cá nhân họ, giấu phía sau con người của họ. Mà hội thánh của Đức Chúa Trời là con cái Đức Chúa Trời, hãy tìm biết điều đó. Cho nên thưa quý ông bạn, chị em, chung quanh chúng ta trong hội thánh có những con người, có những cuộc đời đôi khi không nhất thiết là cần tiền bạc, không nhất thiết là cần cái phép lịch sự của chúng ta, nhưng họ thực sự mong được quan tâm, được gần gũi, được hỏi han, được nâng đỡ. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải làm điều đó. Cho nên hãy làm điều mà chúng ta có thể xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời tình thân. Hãy làm như thế nào để những người ngoài đó, những người không biết Chúa đó, khi họ đến với hội thánh, họ thấy họ thèm khát, đây là một gia đình thật. Và Đức Chúa Trời chờ đợi điều đó trong tôi và quý ông bà, anh chị em. Quý vị nghĩ rằng chúng ta có thể làm được điều đó không? Ôi xin Đức Chúa Trời ngài nhắc tôi với quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta thấy mình thờ ơ với điều đó chung quanh chúng ta trong hội thánh của Đức Chúa Trời nơi chúng ta, đây là lúc chúng ta nói: Chúa ơi, xin tha thứ cho con, xin giúp cho con. Vì vậy hãy quý trọng tình thân trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy xây dựng tình thân trong gia đình của hội thánh Đức Chúa Trời. Và hãy bảo vệ tình thân trong gia đình của hội thánh Đức Chúa Trời. Ma quỷ tìm một cách để che lẻ, để gây xáo trộn. Hãy xin sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể bảo vệ tình thân trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi kết luận lại điều này, bài giảng của tôi mà hồi đầu tôi có hỏi quý vị đó. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị điều này ở trong cái slide trên bảng rằng: chúng ta đi với nhau 5 điều, ngày hôm nay là việc thứ 5.
Và tôi tạm gọi đó là lý do hội thánh có mặt, hoặc là cách gọi một cách như người ta trong một tổ chức, là cái core value hoặc là giá trị cốt lõi trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Có 5 điều hội thánh của Đức Chúa Trời, và tôi ước ao rằng được thánh tại nơi đây, đó là hội thánh tồn tại là để thờ phượng Chúa, hội thánh tồn tại là để phục vụ những người khác, hội thánh tồn tại là để dạy dỗ lời Chúa, hội thánh tồn tại để rao giảng phúc âm, và hội thánh tồn tại là để xây dựng ngôi tình thân trong Chúa. Bây giờ tôi hỏi các bạn chị em, và tôi muốn mọi người giúp chúng tôi điều này. Có lẽ có nhiều người quên cái bài giảng tuần trước, mấy tuần trước. Bây giờ tôi được nhắc lại, có một vài người không nhớ rõ lắm, hoặc là vài người bị miss bài giảng. Tôi như vì quyền bạn chị em giúp chúng tôi điều này, và tôi nhờ quyền bạn chị em làm. Tôi có một cái tờ giấy vàng vàng, anh Tâm sẽ giúp cho tôi, ai đó giúp tôi phát ra mỗi người cái tờ giấy vàng vàng này. Yeah. Thật ra đấy, thì tôi cần một thế này là ở trong năm cái điều này, quý vị giúp chúng tôi nếu phải sắp xếp thứ tự ưu tiên của những điều này, năm điều. Nếu phải sắp xếp thứ tự ưu tiên đó, thì anh chị em sắp xếp thế nào? Điều nào là số 1, điều nào là số 2, điều nào là số 3, điều số 4? Thì tôi có cái tờ giấy thế này. Thì đây là một cái chỉ cách mà tôi muốn tìm thấy trong quyển bản cho em. Không có đúng sai. Cái này là tôi để cái phần phía đầu nó một cái dòng chữ không, là hội thánh để thờ phượng, hội thánh để người phục vụ, hội thánh để dạy dỗ lời Chúa, để rao giảng phúc âm, để xây dựng tình thân. Và phía đầu đó nó có phải không? Quý vị nghĩ là ồ, cái này là phải điều thứ 1, cái này là điều thứ 2, điều này thứ 3, điều này thứ 4, điều thứ 5. Quý vị có thể để như vậy theo cái cách của quý vị. Quý vị không cần để tên. Tôi muốn có lại tờ giấy này. Cho nên quý vị có thể làm được điều này. Rồi sau khi quý vị làm việc này xong thì xin bỏ từ phía trước. Tôi có cái hộp giấy. Quý vị đi ra về đó, bỏ đến hộp giấy đó. Tôi muốn có cái nhìn của con cái Chúa nói chung về hội thánh của Chúa. Cho nên quý vị có thể làm điều đó. Ở trên anh Thăm có thể gửi quý vị một cái tờ giấy vàng vàng, và có thể có viết gì có trên tay. Nếu không có, hy vọng là một người đủ hoặc không, thì ai đã có viết sẵn của mình thì làm điều đó. Quý vị có thể làm sau giờ này, nhưng mà có thể làm sau giờ cũng được, không sao. Đọc lại chút xíu, quý vị nghĩ là cái nào là cái số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Tôi chỉ muốn biết điều đó ở trong suy nghĩ của con cái Chúa trong những tuần sắp tới, từ đây đến cuối năm, khi chúng ta cùng nói về việc xây dựng hội thánh của Chúa. Bây giờ quý vị dừng lại đó, không có làm nữa, dừng lại đó. Bây giờ ở đây điều tôi kêu gọi quý ông bạn cho em về tình thân trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng nhiều người chúng ta cầu nguyện về điều này cho hội thánh của Chúa. Tôi mong rằng nhiều người chúng ta sẽ cam kết điều này. Chúng ta mong rằng mọi người chúng ta sẽ theo đuổi điều này, và chúng ta sẽ sống cho mục đích của Đức Chúa Trời để thành lập hội thánh của Chúa, và đặc biệt gia đình thuộc linh của hội thánh Đức Chúa Trời tại nơi đây. Tôi mong rằng quý ông bạn cho em khi đến với hội thánh không cảm thấy mình xa lạ nữa. Không nghĩ là chắc là mình thì chỉ đến là mình đi chứ mình không có là gì. No, quý ông bà anh chị em, đây là hội thánh của Đức Chúa Trời. Thiếu một người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh đó thiếu phần còn lại. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi với quý ông bà anh chị em, chúng ta học biết điều này, và Đức Chúa Trời sẽ qua đời sống của chúng ta, hội thánh Đức Chúa Trời sẽ là nơi nguồn phước cho nhiều người đến và danh Chúa được cả xem. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu và cầu nguyện. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người có thể cầu nguyện là Chúa ơi, xin giúp con để con có thể kinh nghiệm, con cảm thấy nếm được phước hạnh trong hội thánh của Chúa. Và cũng cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con để con không phải người ngoài nữa, và Chúa bảo rằng con là người nhà, là thành viên. Xin giúp con để con sống như một thành viên của Thánh Đức Chúa Trời. Cha ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài cứu chúng con. Ngài đem chúng con vào nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài. Tại nơi đây con cảm ơn Chúa vì trong hội thánh này, chúng con không chỉ là một tổ chức, một nhóm người, nhưng chúng con trong hội thánh này, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài cứu chúng con, Ngài làm cho chúng con trở nên một con đứa con ở trong gia đình của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa ấy, tha thứ cho chúng con có những lúc chúng con không sống như một người ở trong gia đình của Ngài. Xin nhắc con và anh chị em con, để chúng con cảm thấy quý trọng gia đình thuộc linh này. Chúng con có thể làm một cái điều gì đó để có thể xây dựng cái mối liên hệ tình thân quý báu này. Và trên hết, Chúa ơi, xin cho chúng con bày tỏ điều đó để hội thánh của Đức Chúa Trời này ở đây, gia đình này sẽ trở nên một ánh sáng mà nhiều người trong cộng đồng khát thèm và đến đây để có thể trở thành con của Chúa. Xin giúp con. Con ước ao điều này và con cầu nguyện điều này cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện cho anh em con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ của Chúa. Xin giúp chúng con. Và con cầu nguyện rằng tất cả chúng con khi ra về,
chúng con mang theo điều này trong lòng, chúng con khao khát điều này trong lòng, chúng con nghĩ điều này trong lòng, và chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đủ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Thánh Linh ở với chúng con. Xin ban phước cho hội thánh của Chúa, gia đình của Ngài, cho chúng con xây dựng mối liên hệ đó trong Chúa, để chúng con bày tỏ Chúa cho thế giới hư mất từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Amen.